đi like không? Like là cho bạn mấy năm rồi nha. Đây nhé, đang ngồi trai lại tất cả những gì mà tôi đánh ra bên ngoài để mọi người xem và nhận biết cho bạn thấy khoản đâu thằng nào nói rằng thế này hay thế khác đâu, mình chỉ qua gặp trực tiếp tao nhé. Chúng ta 2, 3, 5, 5, 5, 5 nhận bất kỳ một kèo trai lại nào thực tế ra bên ngoài, một là sự nhà gặp mặt nhau thực tế không có đầu, hai là nhà sổ có lịch sử giao dịch trong 1 năm, thứ ba là gì nhỉ? Nếu mà số khu được lịch sử giao dịch trong vòng 1 năm tài khoản phải là tầm trên 50.000 trở lên. Ba nữa là gì nhỉ? Nếu mà đánh là phát ra ngoài cho cộng đồng thì gì nhỉ? Và đánh giá đánh xuyên suốt tầm nào trong vòng 3 tháng không nhận kèo bất kỳ một kèo nào luôn nhé. Ok nhé, đây cũng trời lại luôn đó. Chứng minh còn không có chuyện là gì nhỉ, đánh được mà chỉ bắn tín hiệu nhá, em xem tí.